nói là tao muốn tiền bên em. Đúng rồi, tao đó chắc mày thì không. Tao còn cần nhiều hơn cơ quyền và fame. Mai nhọn cây viết với tao kỳ công. Tại phải buông màn tay em đi để mà cầm lái AMG. Đâu còn cái giá 12 tiếng trước nếu muốn thì pay thêm fee. Tao đi từ thằng này mày là ai, cho tới đâu cần phải giới thiệu chú. Từng là dấu chấm hỏi của cả việc rap, giờ là câu trả lời cho ai là triệu phú. Dẫm ga tao chỉ phóng và phóng chân, tao chưa từng nhung, không ai có thể cản. Fan tao chưa từng dùng, đừng có nhận người quen nếu mình chưa mừng cùng. Cuộc hẹn với chiến thắng tao vẫn chưa từng bung. Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó.